xin giới thiệu đến quý bà con dòng máy nghiền xơ dừa thế hệ mới, sử dụng điện một pha 220V, tách riêng xơ dừa ra, mùn dừa ra, với năng suất đạt 500-700kg. Phần đó chính máy băm xơ dừa Takio TK550. Đây là dòng máy chuyên dụng băm dừa thành xơ dừa và mùn dừa công suất lớn. Máy phù hợp sử dụng cho các hộ gia đình kinh doanh và các xí nghiệp nhằm sử dụng cho việc trồng cây, trồng nấm, làm vật liệu đốt, tạo viên nén v.v. do thương hiệu Takio nghiên cứu và sản xuất nhằm mang lại giá trị cốt lõi, phục vụ bà con nông dân phát triển đời sống, nâng cao giá trị lao động. Đây là thành phẩm thực tế của xơ dừa sau khi máy nghiền ra thành từng sợi nhỏ đồng đều. Còn đây là thành phẩm thực tế của mùn dừa, mình dừa được nghiền nhỏ mịn, đều cho bà con sử dụng thuận tiện cho việc làm phân bón.